Hồi nãy tôi vừa mới chôn cái bé mới qua quán tôi mua đồ ăn á. Bé nó sợ quá mà đặt tay lên tim mà nó kìa. No, chị không phải là người em quen. Shop à, có hack thông tin, có lấy thông tin người chơi không vậy? Sợ quá à. Ngày sinh hả? 121 121111 2000 đi. Giới tính nam. Đó, vậy để cho mình bất ngờ vậy đó. Không biết là chơi có trúng không, nhưng mà lỡ nhưng mà chơi trúng là ok nha quý vị nha. Quay 10 lần 180 ngàn. Ủa sao mất vậy? Rồi. Có 100 ngàn mà kêu quay 180 ngàn. Quay lỡ 5 okay. lần đi nhá. Ok, 5 lần bao nhiêu? Ủa chơi thử là sao, là cái không tính tiền hả? Thử là... Trời ơi, chơi thử 4 ngày kim cương. Chơi thử thôi, đó là chơi thử. Chơi thử 4 ngày kim cương để được. Coi á, quay ngay coi á. 300 ngàn. Trời ơi, cái gì mà lừa quá vậy? Chơi thử cho 4.000 kim cương. Nhưng mà chơi cái kia có 3.000. Lừa cũng mạnh quý vị ơi. Luôn là kẻ may mắn. Trên bàn đều đi đen. Ép hết tiền quý vị. Ép hết tiền rồi. Trời ơi. Không biết thắng à? Ừ, thắng. Yeah. Để mình coi thử. Bây giờ nếu như ai thắng thì được gì? Nếu như tôi thắng thì tôi sẽ được tôi thắng thì sẽ được nạp thẻ cho anh Tú. Đợi đã, đợi AS nạp 500k đã. Nếu như mà... Không, nếu như AS thắng thì tôi nạp cho AS 100k. Còn nếu như tôi thắng thì AS nạp cho tôi 1 triệu. Đúng rồi. Ủa, thì chưa quay vòng quay đó. Đợi đây, vậy giờ mình xuất hiện bằng cái vòng quay này trước nha. Từ từ, vòng quay may mắn. Ok, đánh răng đúng mặt này đấy. Ok, vòng quay may mắn coi. Vòng quay vàng mai ra trước nha. Ok, nhưng mình quay 10 hay quay 1? Hiện tại AS đang 12 lucky rồi. Ủa gì? Lên 12 lucky đi. Chết cha, tôi lên 51 rồi. AS quay lên 51. Trời ơi, quay lên 51 rồi. Tôi biết đâu ra 51 vậy. Tự nhiên nó có 51 sẵn. Thôi chấp đi. Ok, chấp luôn. Chấp đi. Rồi quay 10 lần nè. Rồi, 1 1 2 3 quay. Ra. chưa ra. Thôi bây giờ ép nó này, tại vì cái lucky của tôi nó trước á. Thế nên bây giờ mình tính đi, ai mà đến trước 150 là thắng. 1. Ok, coi mít bao nhiêu mít lucky ai. Ok ok. Là xong. Chưa ra luôn. Hôm bữa Thành nó chỉ mình rồi, chiếm. Bao nhiêu rồi? 119. 2 hours later. Ồ, em hơn 150 luôn. 157 rồi. Ôi ơi. Bỏ mẹ rồi, thế vừa nãy 150 mới ra. Cái nhân phẩm rồi. Ôi ơi, em 168. Gì vậy? Nhân phẩm. Trời ơi, em 179 luôn. Để ra coi. Rồi, tôi 179 mới ra nha. 179 đúng không? Rồi ra rồi nha, S 89. 89 lúc đi ra rồi. Mặt bà đơ kìa. Không phải thiệt không? Ít một đây nè, 89 lucky ra rồi nè. Ui ra hai bộ luôn chứ, trời đầu bộ. Ra hai bộ luôn. Ra hai bộ luôn. Trời ơi, sao ít hên như vậy? Hai cái đồng gì mà cái kia còn nhân 10 à? Cái kia nhân 10 hả? 4, 5, 6, 5, 5, ok, ok chơi nè. Ê, nhưng mà hồi nãy hên quá à. Tôi thiếu tự tin mọi người. Vòng quay Sky ơi bú già phải không? Ok, Sky ơi bú già vòng quay. Rồi, ok. Bây giờ mình quay 20 lần đi. Làm mỗi lần quay 5 lần á là 4 hiệp. Hiệp đầu tiên nè. 5 lần nè. 1 Hiệp đầu tiên. 2 Rồi 2 3 Là vương đi. Em chụp 5.200 Ủa quay thử, quay thiệt chạy. Quay thiệt á. Quay thiệt đây nè. Ủa sao tôi trúng. Ủa mọi người vẫn thua. Ex là bao nhiêu? Tôi ăn 7.000 được. 7.000 rồi, tôi nói là quay phải chơi lớn, phải chơi lớn thôi. Bây giờ quay 1 đi, quay 1 lần đi. Ờ ok quay 1, nhưng mà mình trúng 5.000 rồi mình vẫn thua. Ờ hiệp 2 nè. 1 2 3 3 quay. Làm ơn đi mà. 5.000. What? Chết rồi Ex ơi. Biết bao nhiêu không? 11.685. 11.685. Xỉu. Là tốn quay một lần là tốn bao nhiêu tiền vậy? 90k. Một lần có 90.000 thôi mà chúng đến 11.000 kim cương. Đây khuê nè. 1 Con năm mới có 2 trận thôi, 3 trận nữa. 2 3 3 quay. Một trận bình đẳng. 100. Trời ơi. Em cũng 105. Ủa ép nhiều.
105. Ơ tôi cũng 105 luôn. Huê. Ủa gì vậy? Ủa mình đều. Ok. Vậy là lần này quyết định luôn á. Vậy là lần này quyết định luôn nè. 1 2 2 3 208 3 283. Ủa rồi. Bằng nhau luôn, tôi cũng 283 luôn. Ủa gì kỳ vậy? Ủa cái gì vậy? À vậy là cái này nó có theo công thức rồi mọi người ơi. Nó theo công thức rồi mọi người, theo giờ hay sao á? Ừ cái này nó theo công thức hay sao á? Ủa sao mọi người comment ID nhiều vậy? Thế rồi từ từ đi nữa rút sẽ tặng cho mọi người lì xì cho mọi người. Ok mấy đó rồi lì xì nhưng mà năm luôn. Nhưng mà tại sao nó huề nhau nè? Vậy là trận này quyết định huề nha. Thêm phát nữa đi, thêm phát nữa đi. Một thêm phát cuối nè. Một hai ba ba. Hai trăm tám ba đúng không? Ôi, em thắng rồi, em một trăm chín mươi bốn. Ga, ga. Ga. Hình như là mọi người rút hết kim cương rồi sao ấy? Bây giờ là tới mùa thua rồi đó. Thôi mình dừng lại đi, mình lời rồi đó, để mình tính coi. Thôi đổi vòng quay đi. Tính coi vòng quay. Để coi hồi nãy giờ là mình hồi nãy em có 750 trừ cho 300 là em quay 450. Nè, 450 là được bao nhiêu kim cương? Em có 13.000 kim cương. Tầm 2.000. 2.000 luôn. Nhưng mà hồi nãy em quay 11.000 lận. Là em lời rồi. Trời ơi, lời quá vậy trời. Đâu rồi? Giờ quay nữa đi là thua á. Thôi dừng lại đi. Đâu rồi? Về ạc của mình. Rút vật phẩm số kim cương của bạn là 17.000. 13.000. Ui, sao mình 13.000? Tại vì lần kia tôi 11.000 đó. Ủa vậy hả? Ta thắng cuộc đua nhưng mà ít ta thua cuộc tình nhưng thắng đi. Cuộc đua vậy thua rồi du lưu. Bây giờ nếu mà muốn được mình tặng kim cương, các bạn phải trả lời một câu hỏi của mình, và câu hỏi là sẽ có trong trò chơi này, nên các bạn hãy thực sự xem trò chơi này thì may ra các bạn sẽ chiến thắng. Ok không? Câu hỏi đầu tiên, con gì ủng mỉnh suốt ngày ăn đã no tròn đã là con heo? Ủa là con heo rồi, con gì? Đó con gì? Con heo đâu, nó phải đâu sai luôn, đó chính là con ép. Thi, ôi trời ơi, đứa nào mất dạy ghê, con Thi, trời ơi. Nhưng mà nếu mà các bạn trả lời á, thì các bạn nhớ comment cả ID nha. Chúng ta sẽ có câu hỏi đầu tiên, đó là AS bị giết bởi khẩu súng gì? Quay, đây, tôi thấy ông đầu tiên, nhưng mà ông biết sai khỏi chính tả rồi. Ok, ở đây có rất là nhiều bạn đã nhắn đúng. Bây giờ mình, thôi thì mình chọn người ngẫu nhiên. Mình đếm 1, 2, 3 và mình chọn người ngẫu nhiên nhé. 1, 2, 3, ok. Mình sẽ chọn bạn Tuyết Lê đi. Nghe có vẻ nữ này. Tại vì mình mở mắt ra cái thấy à. Thôi tôi cũng chọn người ngẫu nhiên đây. Ok. Các bạn Bảo Ngọc nè. Câu hỏi này cực kỳ khó rồi. Câu hỏi này cực kỳ khó, mình sẽ chọn hai người bởi vì rất là khó luôn. Cái người mà mình giết á có tên là gì? Tôi viết lại rồi nên các ông yên tâm. Cái người mà tôi giết có tên là gì? Wow. Đây, các bạn đúng rồi này, các bạn đầu tiên đúng là Yến Nhi Thâm gì đây. Ủa sao là Yến Nhi Thâm ta? Ok. Bạn đó tên là FNDR gạch P. Chả biết đặt tên gì. Bạn chúc mừng bạn Nhật Anh Phạm nha. Ok, rồi, để mình cũng tự rút về tài khoản của mình đi chứ.